màu da, hai là màu xanh, trời ơi màu xanh đẹp quá. Hôm nay màu xanh đúng đẹp luôn á mấy chị. Ren nhiều màu xanh đúng đẹp luôn á. Chị nào chốt cái này thì chốt lên giúp giùm em ha. Bờ ra kem và bờ ra xanh. Ha. Hai cái bờ ra của chị Đan Thùy nè. Chị Đan Thủy là hai cái nè, 240. Hai cái của bé Hiệp Huỳnh nè. Hai cái của chị Hiệp Huỳnh nè. Hiệp Huỳnh hai cái 240 nè. Hai cái của chị Hiệp Huỳnh nè. Không giờ em có trong gì Võ Diễm hoài không thấy gì Võ Diễm đâu hết. Nói chung là 60 đến 80 kg là ổn đó mấy chị. Tại cái ren mà còn mấy chị muốn rộng rãi thoải mái thì mấy chị lấy bờ ra này. Mấy chị muốn rộng rãi thoải mái thì lấy cái bờ ra 100 này, nó có hơn, nó còn được mấy cái đen. Đó. Nó còn được mấy cái đen này. Bờ ra 100 ngàn nè mấy chị, bờ ra 100 ngàn thì 100 kg cũng vừa nha. Bờ ra 100 ngàn thì 90, 95 kg rồi cũng vừa hết trơn á, bờ ra 100 ngàn này. Nó có màu xanh, màu lọc chuối và màu xanh tím và màu đen đó, bờ ra 100 ngàn. Chị nào muốn rộng thì lấy bờ ra đó ha. Phương Hiền, 5 quần lót cô Tông size lớn, lưng cao, dạ ok chị Phương Hiền nè. Cô Tông, đây, 5 cái của chị Phương Hiền. Hay bệnh, 5 cái của chị Phương Hiền nè. Có chị Phương Hiền này, cách cũ có cách mới nha. 180, 5 cái của chị Phương Hiền, lưng cao. Lưng ngực cài trước, à, còn đen lấy đen. Chị Khang Phúc lấy đen này nè, chị Khang Phúc lấy cái ren không vừa đâu đây nè. Chị Khang Phúc lấy ra hai cái ren này nè. Hai cái ren đen này nè. Đấy, chị Khang Phúc chưa lấy đúng không? Hai cái bờ ra đen của chị Khang Phúc 200 nè. Hai cái bờ ra đen của Khang Phúc 200. Cho em hai cái 140 nha chị Lý Lê. Hai cái 140 là cái nào ta? Hai cái gì 140 Lý Lê ơi? Hai cái gì em yêu? À, cái bờ ra đen này nè, em chốt với chị Khang Phúc nè. Đó, Khang Phúc bờ ra đen còn đúng con để đen. Hết rồi đó. Hết đen luôn rồi nha. Năm quần lót cô Tông của chị Phương Hiền có rồi nè. Có lót lưới chị Hiệp Huỳnh. Có lót lưới chứ. Em còn lót lưới nè. Rồi lót ren gì lót lưới bà nội. Lót ren. À, bờ ra nào. Bờ ra nào chế bờ ra ren á thì chỉ có màu hồng da với lại màu xanh này thôi ha. Còn cái này là 120.000 cái nè. 120.000 cái. Còn bờ ra kia thì nó còn màu xanh đọt chuối nè. Nó còn màu xanh tím nè và nó còn một cái màu đen. Đó, chị chốt cái nào thì chốt cho em ha. Của tôi là tổng cộng là 5 cái đó, không nhớ giờ để em đóng hàng rồi không nhớ coi hàng nó rớt xuống nha con. À, cái 140 đó. Cái này là 120 nè gái. Cái này 120. Cái 140 là cài trước. Lý Lê muốn lấy cái nào cài trước là áo vú cài trước ha. Em cái bờ ra xanh của chị Thúy Nguyễn Thị. Màu này đẹp quá hả. Thúy Nguyễn Thị 120 nè mấy đứa. Của chị Thúy Nguyễn Thị là 120 à, 120. À, ai mới hỏi. Chị Hiệp Huỳnh hỏi quần lót ren đúng không? Đây, lót ren nè chị. Lót ren nè chị. Ai chưa chốt lót ren lưng cao thì làm ơn chốt nhanh đi nha. Cho em nói với mấy chị là nó kiểu lỡ luôn á. Nó đẹp lắm luôn ha. Ai chốt lót ren chốt lên giúp giùm em lót ren. Lót ren 150 ngàn nha. Ai lót ren 180 ngàn, 350 ngàn 10 quần. Nhưng mà còn rất là ít, ta chắc tối nay bán không kịp quá. Ok. Cái 120 hả Lý Lê? Lý Lê lấy cái 120 hả? Một cái hả? Em muốn lấy màu gì? Màu da hay màu xanh lên đi Lý Lê ơi. Lên cái da hay cái xanh đi báo nha. Cái da hay cái xanh thì báo chị. Mở này vô hôm tối không biết bán được đâu. Rồi xem cài trước nè chị. Cài trước nè chị, đây. Mà em nói mấy chị cái vòng sau lưng này nè, mấy chị mặc rất là thoải mái ha. Mấy chị mặc không còn miếng nói ngực đâu. Màu xanh Lý Lê, 120 con coi Lý Lê nè. Nè, 120 của Lý Lê nè. Lý Lê màu xanh. Hôm qua có cái bì nữ trang bán được rồi để đâu vậy ta? Hôm qua có bì nữ trang bán rồi để đâu? Ốc gì vậy chứ vậy? Phải, phải Út còn dưới không? Út ơi Út!
bì nữ trang bán mà bỏ ở đây rồi Út để đâu vậy? Út cái bì qua mấy luôn bỏ đây hả? Út cái bì nữ trang nó bán, con bán rồi con để dưới đây nè. Rồi Út dọn ở đâu? Đây hả? Này bán hả? Này hả? Rồi bỏ trở luôn. Rồi giờ em qua cho mấy chị cái mẫu này là cái mẫu quần lưng cao, quần mà có thịt bụng á ha. Nên cái nọ mẫu quần này nữa là mình hết hàng nè. Cài trước đâu, em đang lên cài trước cho chị Thanh Trà, lộn xin lỗi chị Thanh Trà nha. Em đang lên cài trước cho chị Thanh Trà, đây là cài trước nè chị. Cài trước này là muốn 3 phân nha, nó có 38, 40 và 42 ha. Nhưng mà nó mấy chị trường hao là muốn 3 phân thì nó đụng ngực lên hơi cao cho nên mấy chị lấy vơi vơi ra em chút nha. Nhưng mà cái này là em vừa nè. Này em vừa nè, dòng ngực em 112. Đây ha, đây là cài trước, mút 3 phân. Nó có nhiều màu đẹp lắm mấy chị, nhiều màu rất là đẹp. Mút 3 phân, chị nào chốt mút 3 phân 42 thì chốt cho em. Ở Phương Huyền có mà, chị chốt 5 quần lót phải không? Chị chốt 5 quần lót hả chị Phương Huyền, khách cũ hay mới hả? Cũ. Dạ có chốt được 5 quần lót của Tông, 5 quần lót gì ạ? Chị Phương Huyền chốt được áo vú nè. Với lại mấy cái quần lót mới á. Năm cái quần lót mới gì vậy? Năm cái quần lót á. Phương Huyền mới chốt 5 quần lót á. Tử mảnh. Còn chị Võ Diễm chưa có chốt được nha. Chị Võ Diễm chốt cái brand 100.000 thì có, chứ 120 thì không có chị Võ Diễm nha. Ha mấy chị ha. Rồi, đây là quần lót nè, khách đặt nè. Từ từ nha, quần lót này là 400, 450. Quần lót này là lưng cao. Thứ nhất là lưng cao. Em lấy cái màu tím lên ha. Thứ nhất là lưng cao, thứ hai là ở trên có thịt bụng. Ở trên có thịt bụng cho nên khi mấy chị mặc đầm là mấy chị nên hút mấy cái con này nha. Đây nè, một phần thịt bụng này mấy chị ha. Quần này thì giá hơi chát. Quần này thì size 60-85kg vừa ha. 85, 88, 90kg rồi gì cũng vừa quần này. Quần này thì 450. Quần này 450 là nhiêu? 450 là 460 là 230.000 10 quần ha. Quần này thì 230 10 quần mấy chị. 230.000 10 quần. Quần này 450 là nhiêu? 450 là 230 10 quần nha. 235 quần lộn. Cho chị Hân Ngọc mà, Hân Ngọc Củ Chi nè. Hân Ngọc chủ Củ Chi ba cái áo vú 44. Hân Ngọc Củ Chi có dấu ba cái áo vú 44. Mười tiền áo vú hả? Vú 44 thôi rồi. Đây 44. Rồi còn màu gì nữa vậy? Màu đen. Ba cái vú 44 của Hân Ngọc Củ Chi, 140 nhân lên. Ba cái vú 44. Ba vú 44 của Hân Ngọc Củ Chi. Ba cái 38 cài sâu. Ba cái 38 cài sâu của Võ Phúc. À, 5 quần 230 của Thúy Nguyễn Thị. Tính đủ không mày? Cho nên em chốt cho chị Phương Hiền là ba cái 40. Nếu chị bị rộng em sẽ là cái người chịu đổi trẻ cho chị và em chịu ship nha. Chị giờ chị mặc thử đi. Em còn mấy cái size 40 mút mỏng là form đều con cài trước mút mỏng. Còn được có hai cái à quý vị. Ba cái 38 để gì đang lựa. Ba cái 38. Rồi
2 và 3. Rồi 3 cái 38 của Phúc nè. 3 bao cái 38 của chị Võ Phúc. Võ Phúc 3 cái 38. 3 cái 38 của Võ Phúc nè. Áo vú 140 của chị Phương Lê thành phố á. Bé bay coi Phương Lê này nè. Phương Lê này, Phương Lê nè. 10 cái quần lót 450 nè. 10 cái này 450 của chị Phương Lê nè. Bây giờ cái Phương Lê nào đó ra đi ơi. Rồi bên nhắn cái chị Phương Lê là em ra, em đã sọt cho chị 10 cái quần lót 450 rồi nha, cho chị biết. Một lần mà em nói chờ cái hàng này về nó lâu ơi là lâu luôn mấy chị. Ngon về thì bán ngon lắm mà chờ quần quần lót đồ lót về lâu thấy mẹ luôn, nhắn cho chị chưa? Chờ quần này lâu. 5 quần 230 của Hân Ngọc nữa nè. Hân Ngọc 5 quần 230 Hân Ngọc Củ Chi á. Nè Hân Ngọc Củ Chi nè. 5 quần 230 của Hân Ngọc Củ Chi. Thúy Nguyên Nguyên ba cao vú 42 loại mỏng. Gì vậy? Hân Ngọc Củ Chi nãy có bill. Rồi xong rồi nghỉ nha mấy cha em. Hai cái cày trước. Cày trước không có mút mỏng. Cày trước bây giờ chỉ có mút dày 3 con thôi chị. 42 chỉ có 42 là mút dày. Chỉ có 40 là mút mỏng. Còn hai cái thôi chị Thanh Trà. Chị Thanh Trà mà ngực ra 120 ngực nhiêu vậy? Chị Thanh Trà ngực nhiêu? Mới đọc ai ba cái quên. Thúy Nguyên Nguyên. Thúy Nguyên ghi dính Thùy Nguyên nữa. Đúng không vậy? Đúng rồi nè Bi. Ghi Thúy Nguyên Nguyên nè. Thúy Nguyên Nguyên số điện thoại 080 Tiền Giang. Thúy Nguyên rồi cắt ra Nguyên không có dấu. 3 cái 42 loại mỏng rồi. Baby Bi nhắn tin đây. Bi nhắn tin cho chị Thúy Nguyên Nguyên. Bây giờ em mới có xem lực size 42 nè em gửi chị. 1 3 cái 42 2 lấy em loại mút mỏng không còn cài trước cũng được.
Dạ, mùi vậy là mút mỏng cài sau nha chị Thanh Trà. 42 nha. 42 cho chế ha. 42 một con. Hai cái này 42 cho chị Thanh Trà nè. Thanh Trà hai cái nè. Thanh Trà hai cái nè. 208 cho chị Lương Ngọc Dầu, hai cái size 38 lấy ngực kia bình thường nha chế. 38 nè. Rồi 38 con đẹp lắm. Chị Dầu ơi, 38 con đẹp lắm chị Dầu. 38 con đẹp là bố luôn. 38 con đẹp thấy mẹ luôn á chị nè. 38 là chị Dầu. Mà ren mềm lắm nha. Cái đó là cài trước đó nha Út. Rồi hai cái này là của chị Lương Ngọc Dầu 38 nè. Lương Ngọc Dầu 38 hai cái trên địa chỉ của điện thoại cũ nè. Cài trước cũng mua có hai cái xa mút mỏng nè chị. Em thì em nghĩ không rộng nha chị Hiền. Còn chị thích đổi là em đổi cho chị nha. Em còn hai cái mút mỏng nè chị. Đó rồi. Em đã mất còn hai cái cài trước đâu rồi. Thấy giúp mẹ rồi. À, cài trước 40 cho chị hai cái. À mà lấy cài đây. Cài trước 40 của xem dùng qua đây. Cài trước 40 của chị Linh Trương nè. Linh Trương hai cái 208. Dạ chị muốn đổi đúng không? 38 cài sau ba cái không rồi. Ok em đổi ra. À, con của chị Phương Hiền ở đây ơi. Chị Phương Hiền lấy ra được có bán không? Không tối lấy ra cũng được. Phương Hiền. À, 38 cài sau phải không? Dạ ok để em lấy chị nè. 38 ren đẹp lắm đó chị. 38 của chị nè. 38 ba cái của chị Phương Hiền nè. 38 ba cái của chị Phương Hiền là con video mới đi. Còn con để tối bọn ra cũng được ha. Dạ để em đổi cho chị. Chị Linh cho đưa bill của chị Linh Trương lại đi Lùng ơi. Đưa bill của chị Linh Trương lại. Rồi chút nha em cài qua đây đi chị Linh Trương. À 40 hết rồi chị Linh Trương ơi, lấy 42 được không chị? 40 hết rồi còn 38 với 42 thôi, hết 40 rồi. Nó nhỉnh có 1 cm rồi chị. Cài trước kèm size đi CC ơi. Cái này của Linh Trương nè, bút mỏng nè, bút mỏng 40 nè. Bút mỏng 40 đưa Linh Trương lại đi. Nè bé Lùng mới đang đi rồi. Ủa nè Linh Trương. À Linh Trương để rồi. Không để tối xả cũng được bây giờ. Ở đây. Rồi em còn mút mỏng 40 nha. Còn 5 cái mút mỏng 40. 38 hả chị Linh Trương? Có sợ chờ không giờ. Rồi lấy cho chị mút dày 38 ha. Rồi chị Linh Trương nè. Linh Trương mút dày cài trước 38 hai cái. Rồi em ghi rồi. Cái gì đó niệm hả? Chết mày rồi. À cài trước size 40 lấy mút mỏng nha chế nha. Hai cái của CC là biết nha. Hai cái của CC là biết 208 nè. CC ni product á. CC ni là biết á. Có chị Ngọc Dầu cho địa chỉ số điện thoại cho quần lưng cao á. Quần lưng cao em còn nha. Có vú cỡ em không? Có. Không bút mỏng vú cỡ em, bút mỏng nè cho coi nè, coi là gì nè. Bút mỏng cỡ em nè. Nè. Bút mỏng cỡ em nè bé. Không có mút nhiều luôn á, mút rất là mỏng, size 44 nè. Vú này 125 cũng vừa, đừng nói 120 ha. Vú này 125 cũng vừa chứ đừng nói 120. Size 40 của Nene là biết nè. Đi rồi. Đó. Để coi thử nhớ cái này nên bỏ ở đâu cho nó khỏi lạc đàn. Quân quân bỏ dưới đây luôn hả? Bỏ dưới đó. Ở đây để nó bỏ từ cái như này cũng là mọi người cho nó bỏ đó hết chưa? Bốn sáu không có chứ ơi, 46 em hầu như em không có khách nhiều gì hết. Áo cài trước đó mấy màu tay 40 áo cài trước áo cài trước thì đưa cái bao bì này còn nó có nhiều màu lắm nha,
thanh trúc. Áo cà sướt em có nè, màu đỏ nè, màu da nè, màu tán nè, màu hồng cánh trên nè, màu hồng nhạt nè, đó sạch sẽ luôn rồi đó. Ngày hôm nay nữa là coi như là hello Ajinomoto luôn rồi đó, là hết rồi. Hôm qua lúc em chụp hình em bị nè, em có một con đồng này nè, đồng ren mềm nè. Rồi hôm qua chụp hình nó, ủa sao tại sao cái đồng này mà không ai chốt ta, nhưng mà đồng này là size 90 đến 100 kg nha, nhưng mà cổ tim trước cổ tim sau là 250 ngàn. Xuất sắc không mấy chị, con đồng này phê luôn. Bữa nãy không ăn mấy đồ, hai món à, có mà hai món rồi. Chị nào mà 85 đến 100 kg nha, chốt cái con đồng hồng ruốc này cho em ha. Có bờ ra size nhỏ đó chị Dương Mỹ Hạnh. Cài trước có mấy màu đó, mấy có vừa đưa màu cho mấy chị coi á, mới vừa đưa màu cho mấy chị coi xong luôn, ok chưa? Đấy, chị nào chốt cái vú nào chốt lên cho mình cái vú ha, cái vú, cái vú. Con đường phía em vàng lắm mai tóc đen nè, vú đen nè, vú đen đẹp bà cố luôn. Mà vú đen đang mặc áo đen đưa lên không thấy cái vú, không thấy cái vú luôn. Ồ, bay riết rồi bị cho chó nằm giường tao rồi lấy mền tao đắp cho chó luôn. Trời ơi là trời, dậy đi đâu đó. Đó xong rồi nè. Quá trời quá đất, mày lên phòng lạnh là mày ngủ à. Trời nào che nó nghiến ngáy nữa chứ. Cái này là bán xong rồi. Mới lại qua ai đúng cơ chứ mặt đó là nó không ngủ. Ôi tao lại luôn á. Riết rồi mình như cỏ rác kìa. Rồi mà tối gặp nhau 8:30 nha mấy chị nha.
đồ quá đẹp, mà giá quá mềm, giá quá yêu thương luôn nha. Và em bao đẹp bao chất cho cả nhà mình luôn nha. Bao đẹp bao chất luôn, cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc nha. Đây, chất lụa hàng nha cả nhà. Biên ma, tay lỡ, quần lỡ nha. Biên ma, tay lỡ, quần lỡ nha. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ xuất sắc luôn nha. Bao đẹp bao chất luôn nè. Vải quá mịn mướt luôn cả nhà ơi. Ai đã xem live, vô xem live giúp em nha. Quá đẹp luôn. Vải đẹp xuất sắc nha. Chào cả nhà nhé, giới thiệu cho cả nhà nhìn nha. BMA bên nhà em là bao đẹp luôn nha. Chất là chất lụa hàng nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. Cổ BMA có viền, tay lỡ viền luôn nha. Tay lỡ viền, quần qua đầu gối. Vải bao mịn mướt, bao đẹp luôn. Vải em bao cho cả nhà mình là mịn mướt mà bao đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn. Là màu hồng. Vải đẹp quá. Đây cả nhà ơi, màu vàng nha. Tiêm ma
chất lộ hè. Tay viền là cả nhà, tay viền nè, cổ nè, tay viền cổ viêm ma viền. Áo có túi nha, áo có túi hết nha. Quần, quần lỡ nè cả nhà, quần lỡ có túi hai bên luôn, quần lỡ cả có túi hai bên cho mình luôn nha. Một bộ 70.000 nha, một bộ 70.000 nha. Bao đẹp bao chất luôn, cực kỳ đẹp luôn, chất lộ hàng bao mềm mịn mướt luôn nha. Hàng không đẹp không lấy tiền nha. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha, 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này. 70.000 một bộ, chất lụa hè, biên ma Việt. Áo, áo có túi, quần có túi, hàng bao đẹp bao chất luôn. Hàng bao đẹp bao chất luôn nha. Đây, cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. Một bộ 70.000, màu vàng. Ai thích vàng, inbox vàng giúp em. Đây, cổ viền, áo có túi nè, quần cũng có túi luôn nha. Quần lỡ có túi hai bên luôn, vải bao đẹp bao mướt luôn, chạy viền này cả nhà, đó chạy viền này, được chưa? Cổ viền, tay áo viền, túi cũng viền luôn nha, bao đẹp bao xuất sắc luôn. Một bộ 70.000, ai thích inbox em màu vàng, vàng cả nhà ơi, ai thích vàng inbox cho em vàng nha. Vải bao đẹp bao chất luôn, chất lụa hèn bao mịn mướt luôn. Chất lụa hàn bao mịn mướt luôn nha. Vải cực kỳ đẹp luôn, 70.000 một bộ, quá đẹp luôn nè cả nhà. Em bao chất nha. Mua hàng được kiểm tra hàng nha cả nhà. Mua hàng được kiểm tra hàng nha. 70.000 một bộ, chất lụa hàn, quần lửng, quá đẹp luôn. Ai thích chốt giúp em một bộ 70k màu vàng. Rồi, em lên màu khác cho mình xem nha. Màu xanh, màu xanh cả nhà ơi, đẹp quá. Vải lụa hàn bao mịn mướt, bao mát, thấm hút mồ hôi cực kỳ ok nha. Đây, màu xanh, chạy viền nè cả nhà, cổ nè, đó, áo có túi nha, áo có túi, quần lỡ, mí tươi, miễn ship không chị ơi, miễn ship 10 bộ miễn ship nha. 10 bộ miễn ship Nhí Tươi ơi. Chia sẻ like cho Tâm với Nhí Tươi ơi. Đây, quá đẹp luôn. Một bộ 70.000, 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. 10 bộ mới miễn ship nha. Quá đẹp luôn, 70.000 một bộ, chất lụa hàn. Em bao đẹp bao chất cho cả nhà mình luôn. Đây, áo có túi nha. Quần lỡ, quần lỡ quá đẹp luôn, chạy viền này cả nhà. Quần này có túi hai bên cho mình luôn nha. Quần này có túi hai nha. Vải này là vải lụa hàn nha. Vải lụa hàn như cái bộ đồ mà Tâm bán cho tay dài á, dài như đó. Chất lụa hàn, chất lụa hàn cực kỳ mát, cực kỳ mướt luôn đó, y chang cái bộ đồ tay dài mà Tâm bán cho Nhĩ Tươi vậy đó. Vải đẹp xịn sò luôn nha cả nhà. Bao, bao thấm hút mồ hôi, bao bao thoải mái luôn nha, cực kỳ sung sướng luôn. Ai thích màu xanh inbox xanh cho em. Ai thích xanh inbox xanh giúp em nha. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này. Áo có túi, quần có túi y chang em đang mặc mà cả nhà, quá đẹp luôn nha, cực kỳ đẹp luôn. Áo có túi nè, quần có túi nè, cực kỳ đẹp luôn nha. 70.000 một bộ. Ai thích xanh inbox xanh giúp em. Vải đẹp xuất sắc con bà vải luôn. Rồi, em lên màu đỏ cho mình xem nha. Mọi người ơi, ai xem like cho em xin nút chia sẻ like với nha. Đây, màu đỏ nha, cực kỳ đẹp luôn, chạy viền này cả nhà. Áo có túi nha, áo có túi luôn nha, áo có túi nè. Quần lỡ nè, quần lỡ có túi luôn, quần lỡ có túi hai bên luôn nha. Chất là chất lụa hèn nha,
bao đẹp luôn nha, 70.000 một bộ, ai thích inbox giúp em đó. Quá đẹp rồi, quá đẹp mà quá rẻ luôn, vải là em bao chất luôn nha, chất lụa hèn, bao mềm mịn mướt luôn, một bộ 70k, 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này. Ai thích đỏ inbox đỏ cho em, một bộ 70k đó. Ai thích đỏ inbox đỏ giúp em nha, một bộ 70k, quá đẹp luôn. Hàng này không đẹp nó không lấy tiền cả nhà mình nha. Mình mua hàng mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Mình mua hàng mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Rồi, lại là màu xanh nữa nè. Bộ vàng đẹp. Ok, bộ vàng là đẹp rồi. Tâm lấy ai cũng quá màu vàng hết trơn. Cảm ơn Nhí Tươi đã chia sẻ lại giúp Tâm nha. Đó, vàng là xuất sắc luôn. Vàng đỏ cực kỳ đẹp, ý chang Tâm đang mặc nha. Quá đẹp luôn nè cả nhà ơi. Ai thích vàng thì inbox vàng, ai thích đỏ thì inbox đỏ, ai thích xanh thì inbox xanh nha. Vàng này là vàng tươi, vàng yêu thương luôn nha. Đây, tay viền nè, cổ viền nè, áo có túi nha, quần lỡ, quần lỡ chạy viền luôn nha. Hai bên có túi nha cả nhà, hai bên có túi luôn nha. Một bộ 70k, chất lụa hèn nha, chất lụa hèn nha. Vải bao đẹp, bao mướt luôn. Lễ về ra mua. Ok, cảm ơn Nhí Tươi nha. Ủa lễ gì vậy? Tới lễ nữa hả? Không lẽ 30 tháng 4 sao? Trời ơi trời. Giờ thích lắm mà sợ tốn ship hay hay. Ủa mua mua đi, tôi miễn ship, 10 bộ tôi miễn ship cho. Rủ người này người kia mua vô. Trời ơi, một bộ 70.000 mà biết cái này là ngoài trường, ngoài chợ là người ta bán cả 100.000 không? Tôi bán 70.000, rủ mấy chị em mình rủ nhau mua đó. Rủ người quen mua chung, gom đơn lại. Ví dụ như cái này mình đặt 2-3 bộ, ngày mai mình đặt 2-3 bộ, rủ đơn 10 bộ đi, tâm biết ship cho. Tâm biết ship cho. Vải không đẹp không lấy tiền. Mẹ không biết. Rồi, đây Tết, Tết 10 bộ rồi chưa mặc hết nữa kìa. Mua 10 bộ chưa mặc hết nữa hả? Mặc nhanh nhanh đi để tâm bán đồ mới nha. Đây, BMA nè cả nhà ơi. Mẫu này phối em còn 2 bộ nha. Mẫu này phối. Phối nè cả nhà, đẹp không? Phối nha, phối cổ nha. Quần này qua đầu gối luôn, hai quần có túi luôn nha. Quá đẹp luôn, 70k, xuất sắc luôn nha. Chất lụa hẹn bên em là bao mịn mướt, bao đẹp luôn nha. Tháng sau em về, ok nha, ok Nhí Tươi nha. Đây, vải đẹp quá trời đẹp luôn. Hồi Tết mua 10 bộ, mặc mới có mấy bộ. Vải đẹp mẹ, mặc sung sướng luôn. Gặp người quen giới thiệu giùm chị cảm ơn. Đây, vải bao đẹp bao chất nha cả nhà. Hàng bên em bán hàng bao chất luôn. Quá đẹp, quá xuất sắc. Ai thích inbox giúp em. Một bộ 70k. Một bộ 70k đây. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nè cả nhà. Quần qua đầu gối. Viêm ma phối nè, cổ phối nè. Để em sọc thử bộ này cho cả nhà xem nha. Quá đẹp luôn. Vải này là em bao, em bao xuất sắc luôn nha. Một bộ 70.000, chất lụa hèn, em bao mịt mướt luôn. Em bao mịt mướt luôn nha. Vải đẹp, đồ cũng đẹp. Ok, cảm ơn Nhí Tươi nha. Chị bán là vải là mình bao chất rồi. Mình bán mình tính lâu dài á, mình không có bán đồ dỗ. Bán vải không đẹp, mai mốt người ta mua lần người ta đâu qua lại nữa đâu đúng không? Cũng như em thôi, em mua 10 bộ đẹp em mới mua nữa, không đẹp em đâu mua nữa đâu. Ráng làm, cầu cho tăng ca nhiều, mai mốt về mua ủng hộ chị nhiều nữa.
đây cả nhà ơi, mẫu này em còn 2 bộ 60 kg, mình quay đầu giúp em. Này là khối nha, biên khối mẫu này em còn 2 bộ thôi, 70.000 một bộ. Đẹp xuất sắc luôn. Vải bên em thì bao chất nha cả nhà. Vải bên em là em bao chất cho cả nhà mình luôn. Chất lụa hàn bao mềm mịt mướt luôn nha. Này, bao mướt luôn. Bao mướt luôn. 70.000 một bộ. Quần lỡ có túi, cổ phối, túi phối, tay phối và chân quần cũng phối nha. Ai thích thì inbox giúp em. Mẫu mẫu lửng phối này em còn 2 bộ. Một màu em đang mặc, màu hồng lợt và một màu đỏ nha. Ai thích inbox hồng phối, ai thích inbox đỏ phối. Còn cái kia là biên ma đầu lỡ nha, lỡ phối. Ai thích inbox em nha. Cái này là hồng phối, lỡ phối nha. 70k. Đẹp xuất sắc luôn. Chất lụa hàn, hàng bên em là bao đẹp bao chất. Ai đã mua đồ rồi là bảo đảm là khen. Ai chưa mua thì mình còn nghi ngại nha. Tháng sau về giá nào cũng ra lấy vài bộ lẫn. Ok nha. Hàng đợt này về đẹp dữ lắm luôn. Gấm sáng và mới mang ra chợ giao cho người ta 10 bộ. Vừa trước khi giờ lên live, người ta điện Tâm ơi ngày mai mang ra 5 bộ. Mỗi bộ mỗi mã 5 bộ 5 màu. Chị về mặt đẹp quá mấy đứa em nó nhờ mua dùng. Hàng bên em là bao chất nghe cả nhà. Tâm lý đầu tiên của chị em mình là sao? Em mới ra bán, chất lượng như thế nào? Ok không? Giá cả hợp lý không? Đôi khi mình nghe cái giá nó rẻ, mình nghĩ là đồ dộn. Nhưng không nha, em bao giá cho chị em mình, mà em cũng bao chất lượng luôn nha. Mình mua hàng mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha. Mình được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Hàng đẹp, hàng ok, hàng đúng chất lượng như em nói, mình nhẹ nhàng giúp em. Hàng mà đẹp á, hàng đúng ok á, mình có gặp người quen, người thân, chị em, bà con, cô gì, chú bác gì đó, mình quảng cáo giúp em một tiếng nha. Hoặc là mình chia sẻ like giúp em nha. Nhấn like thả tim cho em, cảm ơn rất là nhiều nha. Không nói thiệt, vải đẹp thiệt, giá cũng ok. Ừ, chị bán giá ok lắm, chị bao giá luôn. Vải là phải đẹp thôi mới bán được em ơi. Nhập bây giờ nhiều người bán mà em bán lại xấu, người ta mua lần người ta bỏ rồi đúng không? Cũng như em thôi. Em ra em thử vải đẹp, mai mốt em về em còn ra kiếm chị nữa. Vải xấu em nói trời ơi, nhóc người bán trăm, người bán ngàn, người bán mua người khác mắc mới một bà này chi đúng không? Đâu phải giá rẻ mà đồ vải không đẹp người ta mua. Giá hợp lý, vải phải ok người em mới quay lại mua tiếp chị nha. À, cảm ơn em đó. Rồi khách hàng này là ra ủng hộ lần là 10 bộ luôn đó cả nhà. Đó, vải đẹp xuất sắc nha. Bên nhà em là hàng bao chất luôn đó nha. Đó, ai gần nhà là em đã giao hàng tới nơi miễn phí ship. Còn ở xa thì mình chỉ có miễn ship thì em nhận. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, cả nhà ơi. Phối nha cả nhà. Phối nha. Em còn 2 bộ. Đó, lửng phối em còn 2 bộ. Một là màu hồng nhạt, hai là màu đỏ. Ai thích hồng inbox hồng cho em. Ai thích đỏ inbox đỏ cho em. Một bộ 70.000. Một bộ 70.000 nha. Đó, một bộ 70.000. Ai thích inbox giúp em. Vải bao đẹp bao chất luôn. Hàng không đẹp em không lấy tiền cả nhà mình luôn nha. Hàng không đẹp cũng không lấy tiền cả nhà mình luôn nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc. Vải này là bao mịn mướt, cực kỳ dễ hoạt động luôn nha. Sung sướng luôn. Đó, một bộ 70.000. Mình mua hàng á, mình nhận hàng về mà đẹp mình nhớ quảng cáo giúp em nha. Tại em cũng mới ra bán á, nhiều khi mình còn nghi ngại đó. Thì chị em mình nhận hàng về đẹp á, mình nhớ quảng cáo giúp em với. Cực kỳ đẹp luôn. Một bộ 70.000 nha cả nhà ơi. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Em bao chất cho cả nhà mình luôn nha. Chất lụa hàng. Không đẹp em không lấy tiền cả nhà mình nha. Không đẹp em không lấy tiền cả nhà mình luôn nha. Một bộ 70k chất lụa hàng bao mềm mịn mướt luôn. Đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. À, mày đùi. Cực kỳ đẹp luôn. Vải là bao mềm mịn mướt luôn. Trời, chất lụa hàng loại một của em á cả nhà ơi. Vải nó đẹp xuất sắc con bà vải. Không, còn thêm một màu hồng con bò nữa. Hồng bò đó cả nhà ơi, đẹp không? Đó, ôi cực kỳ đẹp luôn nha. 70.000 một bộ nha.
60 kg, mình quay đầu giúp em nha cả nhà. Vải đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Chất lụa Hàn nha. Em bao chất cho cả nhà mình nha. Quần lỡ có túi nha. Quần lỡ có túi hai bên nha. Quần lỡ có túi hai bên. Vải cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. Hàng bên em không đẹp, em không lấy tiền cả nhà nha. Mình mua hàng mình được kiểm tra hàng nha. Gần nhà là em miễn phí ship. Em ship tới nơi là tàu bao ghiền. À, bao ghiền. Hàng bên em mặt hàng nào em cũng bao chất hết trơn. Em nhập vải đẹp em bán luôn mà. Em không bán vải dỗm nha. Em không bán vải dỗm. Quá đẹp luôn. Hàng đẹp xuất sắc con bà bảy luôn. Đó. Một bộ 70k. Chất lụa hàng. Đồ lửng nha chế. Đồ lửng nha. Đồ lửng nha mấy chế yêu ơi. Đẹp xuất sắc con bà bảy luôn. Lửng. Lửng 70k. Chất lụa hàng bao đẹp. Đó. Biên ma phối. Ai đọc á thì nhớ ghi là biên ma phối nha. Biên ma phối hồng nhạt, hồng con bò đỏ nha. Còn mình mà ấn biên ma không là em nghĩ là biên ma không nha. Nè. Biên ma viền. Biên ma viền. Đó. Chất lụa hèn nha cả nhà. Đó, chất lụa hèn. Cái này là biên ma viền. Còn biên ma em đang mặc là biên ma phối nha. Chất lụa hèn cực kỳ mát luôn. Quần có túi, quần lỡ có túi nha. Quần lỡ có túi. Quần lỡ có túi có viền. Đó. Biên ma. Đó. Biên ma lỡ. Một bộ 70k. Hàng bao chất bao đẹp luôn. Mua hàng mình được kiểm tra hàng nha. Mua hàng mình được kiểm tra hàng nha. Vải bao đẹp bao chất luôn. Ai mua từ 10 bộ đổ lên em miễn phí ship nha. Hàng đẹp quá nè nhà ơi. Bao giá bao chất luôn. Rồi. Em lên mẫu khác cho mình coi nè. Cực kỳ đẹp luôn. Một bộ 70.000. Ai thích inbox giúp em. BMA. BMA lỡ. BMA lỡ nha. À, em có màu xanh, màu vàng, màu đỏ và màu hồng nha. Còn BMA phối thì em còn màu hồng lợt với màu hồng con bò với lại màu em đang mặc. Màu em đang mặc nè. Màu đỏ, màu hồng lợt với lại màu hồng bò. Một bộ 70k. Chất là bao ghiền. Chất là bao ghiền nha. Ai chưa mua thì còn nghi ngại. Ai mua rồi là em bao chất. À, ai mua rồi là em bao chất cho cả nhà mình nha. Mình mua hàng mình được kiểm tra hàng. Tại sao mình không thử đúng không? Tại sao mình không thử? Ở đây em bán tại nhà. Khách người ta lại tại nhà, người ta lựa rồi. Hàng ok người ta mới mua nữa đó. Chứ nói ngay đi, ai cũng vậy thôi. Bỏ tiền ra mua đồ mà không biết chất sao mình cũng e ngại đúng không? Nhưng hàng bên đây là khách đã trải nghiệm rồi nha. Bao đẹp, bao ok luôn. Bao chất luôn. Rồi. Em lên ha. Em còn khoảng 10 cm đùi. 55 kg quay đầu nha. Em lên cho mình xem. Em sell cho mình luôn. Giá yêu thương luôn. Em bao giá cho nhà mình luôn nha. Hàng đẹp mà chất nha. Hàng đẹp mà giá cũng ok nha. Quá đẹp luôn đó cả nhà ơi. Chất lụa hàng. Bao đẹp nha. Đây. Mẫu này thì mình 55 kg. Mình quay đầu giúp em. 10 giây. Đẹp lắm. Chất là chất satin nha. Chất satin. Đẹp chưa? Dây này. Có nơ này. Chất satin nha cả nhà. 55 kg quay đầu. Quần đùi nè.
con đôi là cả nhà đó, chân quần đó 55 kg quay đầu giúp em với cái mẫu này, đùi dây cực đẹp luôn, ghê chưa, 60.000 một bộ. Ai thích inbox giúp em đùi dây nha, đó, xăm 60k đó. Ai thích inbox cho em xăm 60k, mẫu này là 55 kg quay đầu giúp em nha, em còn khoảng 10 bộ em sale cho mình luôn, 60.000 một bộ, giá yêu thương luôn, bao yêu thương luôn nha, chất satin cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ mịn mướt luôn nha. Đây chân quần này, chân quần chạy bèo nữa, ghê chưa, chân quần chạy bèo luôn nha. Áo dây nha, áo này là áo hai dây có nơ luôn nha cả nhà, chất satin cực kỳ đẹp luôn nha, 60.000 một bộ. Ai thích inbox em xăm 60k, quá đẹp luôn, xăm 60k nha, em còn khoảng 10 bộ em sale cho hết. Cái này giờ là mình bán, là tư tưởng của em là quan trọng là chị em mình trải nghiệm hàng bên em thôi, hàng đẹp ok mình quảng cáo giúp em là em cảm ơn rồi nha, em bao chất luôn á, hàng bên em là em bao chất luôn, cực kỳ đẹp, phải nhận về là em bao viền luôn nha. Một bộ 60.000, ai thích inbox giúp em, trời ơi gió nó bay khó quá, không mật quạt đó thì nó lực, mật quạt nó thì xếp đồ lại nó cực lắm. Rồi cho mình coi đi, là em để một bộ thôi nha, 60.000 một bộ đùi dây này, mà mặc vô luôn mà tối nó mát bà cố bác luôn. Đây cả nhà ơi, có nơ nha, có nơ nè, áo có nơ nè, dây nè, mát mẻ luôn, quần đùi nha, mẫu này là không có túi nha, 55 kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha, cực kỳ bá phát luôn. Đây màu này là màu xanh biển, xanh biển 60k, xanh phối 60k nha, xanh phối có nơ luôn nè cả nhà đó, ai thích xanh phối inbox xanh phối giúp em. Rồi ai thích hồng inbox hồng giúp em, 60k hồng, 60k cực kỳ đẹp luôn nè, xanh phối 60k, 55 kg quay đầu giúp em với cái mẫu này. Wow, còn màu cũ tay không, màu hồng không, còn khoảng chục bộ là hết rồi, sale cho mình hết không, quá đẹp luôn, chất satin nha cả nhà, cái này là chất satin nha, 60.000 một bộ đùi dây có nơ như em đang cầm nè, đây đùi nơ chân có bèo nè đó, chân có chạy viện luôn nha, đùi dây 55 kg quay đầu giúp em với mẫu này, 60.000 một bộ, em bao chất luôn, cực kỳ đẹp nha, em bao chất luôn, cực kỳ đẹp, cái này mặc lên là bá phát luôn nha, 60.000 một bộ, ai thích hốt giúp em, 60.000 một bộ đùi dây màu xanh này, chất satin vải bao êm luôn nha, 60.000 một bộ, ai thích hốt đó. Cái này xanh biển, xanh biển 60k, con này hồng cực kỳ đẹp luôn, 60.000 một bộ. Rồi xanh biển nữa nè, 60.000 một bộ đùi dây nha cả nhà, quá đẹp luôn, vải bao đẹp bao xuất sắc luôn nha, chỉ 60.000 một bộ thôi đó. Chị em mình nhận hàng được kiểm tra hàng nha, hàng đẹp hàng đúng chất lượng như em nói, mà nhận hàng giúp em cảm ơn nha. Đây cực kỳ đẹp luôn, bao xuất sắc nha, 60.000 một bộ, 55 kg quay đầu giúp em nha. Mình lớn rồi mình đừng có lấy, tại vì cái này hàng mà satin là mình phải mặc thoải mái mới được, nên chỉ 55 kg mình quay đầu thôi, 60.000 một bộ đùi dây. Ai thích đùi dây inbox cho em nha, nên cho mình xem lại kiểu nè, đây dây nè, đó lịch sự luôn, có nơ nha, có cái nơ luôn nè, chất satin nha cả nhà, có nơ dây, dây nha, quần đùi nha, đó có viền chân nữa nè, cực kỳ đẹp luôn ha,
60 ngàn một bộ. Ai thích inbox giam đùi dây 60k. Vải bao đẹp bao chất luôn nha. Đùi dây 60k. Vải nó mướt quá cũng khó xếp đổi. Cực kỳ đẹp luôn. Chất là đẹp xuất sắc nha. 60 ngàn một bộ đùi dây. Rồi, ai thích thì inbox cho em đùi dây 60k. Màu xanh, màu hồng, rồi xanh phối nha. 60 ngàn một bộ. Em còn khoảng 10 bộ thôi. Em bán sale cho mình thôi. Mình mặc hàng đẹp á, mình nhớ quảng cáo giúp em nha. Cái giá nó rất là mềm luôn nha. Mình mặc hàng đẹp, mình nhớ quảng cáo giúp em là em cảm ơn nè. Hàng em bao đẹp bao chất luôn cả nhà. Hàng bên em là em bao chất cho cả nhà mình luôn nha. Chân bông nó sẽ có hình khác nhau nha.
cực kỳ đẹp luôn. Một bộ có 40.000, chất lụa hèn, 55 kg. Mình quay đầu giúp em với cái mẫu em đang lên nha. Đây, 55 kg, chân bông khác nhau rồi cả nhà, thấy không? Vải nè, chất lụa hèn, em bao mềm mịn mướt luôn, em bao luôn nha, cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc. 40.000 một bộ, quá rẻ và quá đẹp luôn. Đây, vải bao mềm mịn mướt luôn nha. Đó, bao mềm mịn mướt luôn. Một bộ 40.000. Ai thích tím, inbox tím 40k nha. Tại vì nhiều mẫu các em không có nhớ được á, mình phải nói tím 40k hoặc là lẫn 60, lượng 70k nha. Đó, phối 70k thì em mới biết được nha. Cực kỳ đẹp luôn. Vải là em bao đẹp, bao chất nha. Chất lụa hàn, bao mềm mịn mướt luôn. Một bộ có 40.000 thôi. Đây, quá đẹp luôn nha. Vải em bao chất luôn nha. Ai thích inbox giúp em. Một bộ 40.000, 55 kg. Mình quay đầu giúp em với cái mỏng nè. 55 kg, mình quay đầu giúp em với cái mỏng. Lực đẹp xuất sắc luôn. Rồi, cái màu xanh nữa nha. Cái màu xanh nữa nha. Xanh gì? Xanh 40k. Ai thích inbox nha, xanh 40k. Rồi, hồng, hồng 40k. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Chất lụa hàn, em bao xịn sò luôn. Bông chân cho mình luôn nè cả nhà. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Bông chân quần và bông chân áo luôn nha. Chất là chất lụa hàn, cực kỳ đẹp, cực kỳ ok. Mịn mướt thấm hút mồ hôi nha. Bao đẹp nha, bao chất luôn nha. 40.000 một bộ. Rồi, màu xanh, inbox xanh giúp em. Rồi, chân bông này khác chân bông hồi nãy nè cả nhà, thấy không? À, nó sẽ không bị trùng chân bông nha. Nó sẽ không bị trùng chân bông nha. Cực kỳ đẹp luôn. Vải là bao đẹp nha. Mua hàng mình được kiểm tra hàng thoải mái nha. Hàng đẹp, hàng ok, mình nhận hàng giúp em. Vải bên em là em bao chất. Vải bên em là em bao chất. Khách mua lần một sẽ quay lại mua ủng hộ em lần hai. À, mọi người á, nhận hàng về đẹp nhớ quảng cáo giúp em nha. Tại em cũng mới ra bán á, nên khách hàng của em cũng còn hạn chế nha. Đó, cả nhà thương em á, thì cả nhà nhớ cho em xin một nút chia sẻ like nha. Nhớ cho em xin một nút chia sẻ like. Rồi nhớ quảng cáo người thân, chị em, bạn bè nha. Cô gì, chú bác gì nha. Quảng cáo giúp em với. Một bộ 40k quần lửng, chất thì chất lụa hàn. Trời ơi, cái giá nó quá mềm, mà vải là cực kỳ đẹp nha. Vải cực kỳ đẹp. Đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ ok luôn đó. Quần lửng nè, mặc ngủ được nè, đi xóm được nè. Không có gì, tại vì nó là đồ lửng, không có gì phải mặc cọ. Nhiều khi mình còn trẻ, mình vứt đồ đùi đi ra ngoài còn được, nói chuyện nó đồ lửng. Mà cái này tay cánh tên là cực kỳ dễ thương nha. Vải lụa hàn là bao mềm mịn mướt luôn nha. Một bộ chỉ 40.000, cái giá quá yêu thương rồi, không thể nào yêu thương hơn được nữa nha. Nên cả nhà mình nhanh tay chốt giúp em nha. Đừng nhớ cho em xin một nút chia sẻ like luôn nha. Một bộ 40.000. Ai thích inbox giúp em. 40k xanh, 40k đỏ, 40k tím. Trời ơi, quá rẻ mà quá đẹp luôn. Chất là bao ghiền nha. Chất là em bao ghiền cho mình luôn. Không đẹp em không lấy tiền. 10 bộ đổ lên em sẽ miễn phí ship cho mình nha. Vải đẹp xuất sắc luôn. Mà còn miễn phí ship nữa. Trời ơi. Đó, em mới ra bán em còn nghi ngại thôi. Mua đồ của em một lần, em bảo đảm sẽ quay lại với em lần hai. Hàng của em là em bao chất lượng. Ai gần nhà thì mình lại nhà mình rờ vải, mình mặc thử là mình đã biết rồi, cái form đồ rồi nha, rồi cái chất vải rồi. Còn ai ở xa thì mình cứ thử đi, mua bộ thôi cũng được, rồi mấy mốt đẹp á mình mua lại, quay lại mua nhiều đúng không? Ai cũng vậy thôi, phải thử đã, chưa thử sao biết đồ đẹp hay hưởng xấu để mà mua nhiều đúng không? Mình cứ thử đi nha. Một bộ 40k bao đẹp luôn. Rồi, lên nè, lụa hàn chính tất cho cả nhà mình luôn nha. Lụa hàn chính tất cho cả nhà mình luôn. 55 kg, quay đầu giúp em cái mẫu lụa hàn này luôn nha. Một bộ 50.000. Chất
chất lụa hè mềm mịn mướt quần lẫn mà 50.000, chịu nổi chưa, chịu nổi chưa? Vải đẹp sắc đó là vải lưng nha. Đẹp luôn, tay cắm tiền, chất lụa hèn, có nơ nha, có cái nơ nhẹ nha, cực kỳ đẹp luôn. Một bộ 50.000, quần dài chính tấc, quần dài chính tấc là cả nhà. Cái vải này, cái vải của nó mềm mịn mướt à, ok chưa? Vải này là bao mướt luôn nha, bao mướt bao đẹp luôn. Mình mua hàng dịch cho hàng không đẹp không mướt như em Tâm nói, mình đừng có nhận nè, mình trả về, không phải trả tiền ship luôn, nhưng mà hàng đúng chất nhớ nhận dùm em nha. Ờ, nhớ nhận dùm em nha, tại em bán cái giá này là quá bèo luôn á, cái giá yêu thương để chị em mình trải nghiệm cái hàng bên em nha. Nên chị em mình kiểm tra hàng, hàng đúng như em nói, đúng chất như em nói, chị em nhận hàng giúp em, mình nhớ quảng cáo dùm em nha. Một bộ 50.000, trời ơi, chất lụa hèn, cực kỳ đẹp, xuất sắc luôn. Tay là tay cắm tiên nha, tay cắm tiên nha cả nhà, tay cắm tiên. Với mẫu này 55kg quay đầu giúp em ha. Với cái mẫu này 55kg mình quay đầu giúp em nha. Chất lụa hèn, quần chính tắc nha. Đó. Rồi, em cho mình xem màu nha. Vải đẹp dã man luôn cả nhà ơi. Em nói là em bao chất vải nha. Màu đỏ, ai thích đỏ thì bóc đỏ giúp em nè. Đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ mịn mướt luôn. Đó, ai thích đỏ thì bóc đỏ giúp em. Đỏ 50k nha, đỏ 50k. Ai thích cam thì bóc cam giúp em. Cam 50k. Quần dài chính tấc, chất thì là chất lụa hèn nha. Tay cắm tiên, quần dài chính tấc, cổ là cổ vuông, áo có nơ nha. Đây, màu cam, inbox cam giúp em 50.000 bộ, chất lụa hèn, em bao chất luôn nha. 55kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này. Chất lụa hèn bao đẹp, bao mịn mướt luôn. 50.000 một bộ, quần dài chính tấc. Ai thích xanh biển, inbox xanh biển giúp em. Ai thích đỏ, inbox đỏ. Ai thích cam, inbox cam nha. Rồi, hồng, hồng phấn nha. Ai thích hồng phấn, inbox hồng phấn giúp em. 50.000 một bộ, vải đẹp xịn sò luôn. 50.000 một bộ. Ai thích hồng phấn, inbox hồng phấn giúp em 50.000. Rồi, ai thích hồng cam, mày hồng sen nha. Ai thích hồng, inbox hồng giúp em nha. 50.000 một bộ, quần dài chính tấc. Rồi, màu cam, ai thích cam, inbox cam. Quá đẹp luôn. Màu xanh, ai thích xanh, inbox xanh giúp em. 50.000 một bộ, vải cực kỳ đẹp, chất lụa hàng, mềm lắm nha cả nhà ơi, mềm mịn mướt luôn nha. Đây, cho cả nhà xem gần là cái chất vải bên em. Vải đẹp, phải ok mới dám cho mình xem vải nha. Chất lụa hèn là không nhăn nha cả nhà, không nhăn nha, nó sẽ mềm gũ nha, mềm gũ luôn, mịn dữ lắm. Chất lụa hèn bên nhà em là bao chất luôn nha. Đây, quần chính tấc, vải cực kỳ mịn mướt luôn. Đó, bao mịn mướt luôn, bao không xù lông luôn nha. 50.000 một bộ, quần dài chính tấc, 55kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này. Rồi, em qua mẫu nha. Vải đẹp xuất sắc cả nhà ơi. Mình mua thử một bộ thôi, mình trải nghiệm thử coi. Vải không đẹp em không lấy tiền cả nhà mình luôn nha. Vải bên em mà không đẹp, không đúng chất như em nói là em không lấy tiền cả nhà mình luôn đó. Một bộ chỉ có 40.000 thôi. Sở hữu một bộ đi nào. Rồi quảng cáo, mình nhận hàng mà đẹp á, mình quảng cáo chất lượng giùm em với nha. Hàng bên em là bao chất luôn. Đây, đó, một bộ 40k, ở một bộ 50.000, quần dài chính tấc, vải cực kỳ mềm mịn mướt luôn, vải cực kỳ mềm mịn mướt luôn, bao ok, bao chất, bao giá luôn nha. Một bộ 50.000, ai thích inbox giúp em. Xanh,
hồng, hồng phấn, rồi hồng, rồi cam, rồi đỏ nha. Quần dài chính tóc 50.000 một bộ, chất lụa hàn cực kỳ đẹp. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Mọi người thương em nhớ cho em xin nút chia sẻ like nha. Mọi người thương em nhớ cho em tôi xin nút chia sẻ like. Vải bao đẹp, bao chất luôn nha. Có nhiều người nói mắc cười. Tâm Tâm hỏi sao? Tao thấy mày tối lên like rồi, giờ lại lựa đồ cho nó sướng. Thì gần nhà thì lựa lại đồ lựa được, chứ như khác tự sao giàu lại. Tại mình mới ra bán tao không biết chắc thì sao chưa, mà lạ trời trời. Giờ có vải ok quá đúng không? Vải vải ok quá. Em cũng ngựa dữ lắm nha. Sáng em nói em có đi bán hàng á. Sáng em bán hàng á, em có mang ra chợ em bán nữa. À, em mang ra chợ em bán nữa. Được cái nhờ mấy chị thương, mấy chị ăn vải đẹp mấy chị mua tiếp nha. Vải cực kỳ đẹp luôn. Vải là em bao chất luôn nha. Rồi, em có lập thể phối nè. Lập thể nè, đôi lập thể nè. Đó, đôi lập thể nè cả nhà. 3 bộ 100.000. 45kg tới 75kg có size cho mình nha. Thay bộ này ra, tới máy. Lên quần đồ. Đó, chất lụa hàn của em nè. Cả nhà nhìn thấy cái vải nó mướt không? Cái vải nó mướt nè. Nó phối tay nè, phối cổ áo nè. Túi có phối luôn nha. Hai bên quần có túi luôn nha. Một bộ chỉ 70.000 thôi. Suy nghĩ gì nữa, chốt một bộ đi. Đó. Mặt bao đẹp bao chất luôn. Không đẹp không chất em Tâm không lấy tiền cả nhà mình đâu nha. Hàng bên em á mà không đẹp không chất thì em không lấy tiền cả nhà mình đâu. Đó. Mình mua hàng á, hàng đẹp mình nhớ quảng cáo giúp em là em cảm ơn rồi. Vải đẹp xuất sắc luôn. Đó. Đây vừa phối nha cả nhà. Em bán là cả nhà mình có giá yêu thương luôn nè. 3 bộ 100.000. Cái vải là em bao đẹp luôn nha. Không phải em bán giá rẻ là vải dỗm nha. Không có nha. Vải em bao đẹp luôn nè. Cái chất vải nè, mịn gấp luôn. Chất vải là mịn gấp luôn nha. Em có size cho mình nha. Từ 45kg tới 70kg mặc vừa. Mình chỉ việc để lại số ký cho em thôi. Đây là cả nhà. Áo nè, cổ tròn nha. Cổ tròn tay lỡ nha. Cổ tròn tay lỡ. Quần đùi nha. Mẫu này là không có túi nha. Mẫu này là không có túi nha cả nhà. Đây, trang em mặc luôn nha. 100.000 ba bộ. Ai thích inbox cho em. Đùi phối 100k nha. Em sẽ lấy cho mình 3 màu nha. Mình chỉ để lại số ký cho em thôi nha. Cực kỳ đẹp luôn. 3 bộ 100k. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Chất là bao ok luôn nha. 3 bộ 100.000. Đã chưa? Chất cực kỳ đẹp mà giá cực kỳ ok luôn. 3 bộ 100.000. Form cực kỳ đã nha. Quần đùi, trời ơi, mặc mát mẹ đi xóm nè. Đi xóm đi chơi nè, đi ngủ nè. Cực kỳ mát luôn. Sức kem, sức đồ gì thoải mái nha cả nhà. Ví dụ nhà mà có người lớn á, mình e ngại khi mặc đồ đùi phải không? Không sao, mẫu này là cực kỳ ok, cực kỳ lịch sự luôn. Cổ là cổ tròn nè cả nhà. Tay thì là tay lỡ nha. Cực kỳ ok, form đồ là cực kỳ chất luôn nha. Chất vải mềm mịn mướt luôn nha. Ba bộ em bán cho cả nhà mình cái giá yêu thương luôn. 100.000. Để cả nhà mình trải nghiệm chất lượng hàng bên em nha. Hàng đẹp, hàng ok. Mình quay lại giúp em nha. À, mình quay lại mình ủng hộ em nữa. Rồi mình á, chia sẻ like giúp em với nha. Chia sẻ like giúp em với, quảng cáo với người thân nè, mọi người xung quanh mình nha. Bao đẹp bao chất luôn. Ừ, cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc nha. 3 bộ 100.000. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Ừ, vải bao đẹp bao xuất sắc nha cả nhà ơi. Quần đùi là 3 bộ 100.000 nha. Mẫu này em có size cho mình đó cả nhà. Mẫu này em có size cho mình. Từ 45kg tới 70kg vừa. Rồi. Mẫu này á,
45kg mình quay đầu giúp em nè. 40.000 bộ quần lỡ, quần lỡ như cả nhà, khắp lại nhà lựa đồ rời vô bộ đồ này. Em nói 40.000 hết hồn liền nha. À, bao đẹp luôn. Hỏi sao cưng bán rẻ vậy, cái vải đẹp mà đâu phải xấu đâu. Không có nha cả nhà, em bán giá vừa cả vải nha, hợp lý cho chị em mình luôn nha, bao chất luôn. Ai muốn xỉ inbox cho em nha, ai muốn xỉ inbox cho em có bộ xỉ nha. Đây, một bộ 40.000, giá cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ ok luôn, quá đẹp luôn. À, giá thì hợp lý mà cái chất vải lên bao xịn sò nha, bao mịn mướt nha, giặt không bị xù lông nha cả nhà. Với mẫu này là giặt không bị xù lông, hiện bên em giặt là không bị xù lông nha. Vải là em bao chất cho chị em mình luôn, vải là em bao chất luôn, không đẹp em không lấy tiền cả nhà nha. Một bộ 40.000, ai thích inbox cho em, lỡ 40k, cực kỳ đẹp luôn, vải đẹp xuất sắc đó, vải đẹp xuất sắc nha, lỡ 40k. Quần lỡ vải đẹp dữ lắm nha, khách lại nhà mua đồ á thì là bình thường rồi. Vậy em muốn kiếm khách hàng ở xa nè, đây con bò luôn, con bò nha, in 3D nha, bò này là em sẽ in 3D nha, mẫu bò này là mẫu bò in 3D. Một bộ em cũng bán cho cả nhà mình, cái giá yêu thương là 40.000 một bộ, 40.000 một bộ bò, bò 3D 40.000 một bộ nha, bò 3D quần lửng nè, 40.000 một bộ, 55kg mình quay đầu giúp em lửng. Còn này là mèo nha, nhiều màu cho mình chọn đó, ai thích thì nói nhanh cho mình lựa màu. Đây em cho mình xem mẫu thôi nha, ai có thể inbox em cho mình chọn màu. 40.000 một bộ, trời ơi, cái giá nó rẻ, chưa bằng một tô phở nữa cả nhà ơi. Tô phở đặc biệt bây giờ nó 50.000 rồi. Một bộ đồ vải đẹp, quần lỡ, form cực kỳ ok, em bán với cái giá để đến tay chị em mình là cái giá yêu thương nhất có thể luôn. Một bộ 40.000, suy nghĩ gì nữa mà không đặt một bộ mặc thử nữa. Suy nghĩ gì, không lẽ em đi mà lừa mình chi chưa được bằng tiền tô phở của em nữa ha. Một bộ 40.000, chất em bao đẹp luôn, 55kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. Quần là quần lửng nha, đây quần lửng con mèo nè đó, ai thích mèo inbox mèo giúp em. Rồi ai thích bò 3D inbox bò giúp em nha, 3D nha, 40.000 một bộ đó, 40.000 một bộ, cực kỳ đẹp luôn, vải đẹp xuất sắc nha, in 3D nè, 40.000 một bộ. Ai thích inbox nha, 40.000 một bộ quần lửng, quá đẹp, nhiều màu, bao la màu luôn, 55kg mình quay đầu với em, vải đẹp, vải ok lắm. Tâm lý của mình là em mới ra bán mình cũng e ngại đúng không, mình không có dám đặt đồ nhiều, tại vì không biết cái chất lượng nước sốt thì sao, cái nhỏ này bán đồ thì sao, xong nghe giá mà nó rẻ quá rồi chắc chất của nó chắc cũng không có ok đâu. Nhưng không có nha, em chất lượng là đi hàng đầu ha, chất lượng bên em là đi hàng đầu, bởi vậy á, ai á mình chưa mua thì mình trải nghiệm chỉ thôi đó, từ từ khách hàng cũng sẽ biết chất lượng bên hàng bên em. Em bao chất luôn nha, em bao chất luôn, giá cả là em bao hợp lý luôn nha. Bên em có chính sách bỏ xỉ nữa nha, bên em có chính sách bỏ xỉ nữa, ai mà quan tâm xỉ thì inbox cho em. Đây một bộ 40.000, quá rẻ mà quá đẹp luôn, chất mua về mà rờ một cái là xỉ ngang liền, đẹp xuất sắc con mà vậy luôn nha. Đây cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi em lên mẫu khác cho cả nhà mình xem.
40.000 một bộ quần lửng áo thun form đẹp, trời ơi còn gì bằng, còn gì bằng, xuất sắc luôn, thấy không? Vải đẹp xuất sắc không? Vải phải đẹp phải ok mới dán cho mình xem hàng nha. Với lại mình bán tại shop mà sáng á, nhiều người á lại mua đồ ăn á, thấy chúng cũng rờ thử coi vải bán sao, mà thấy con này nó lên lạng mạng, nó mua lửa trên mạng quá trời luôn, không biết chất lượng sao mà rờ vô được cái là chị nào cũng khen, là em cảm ơn rồi ha, chị nào cũng khen nha, rồi chị nào cũng ủng hộ em hết nha, chị nào cũng ủng hộ em hết á, ai ủng hộ em nhiều cảm ơn. Có nhiều người la em con quỷ đi mua đồ ăn mà rủ vô xem vải hơi dính luôn, không rủ sao mấy chị biết chất lượng bên em được, đúng không? Không rủ sao mấy chị biết chất lượng bên em được, chất lượng bên em vải như thế nào, cái giá nó như thế nào, đúng không? Tâm lý đầu tiên đi chung của mọi người, tâm lý đầu chung luôn, mà nó tâm lý nó quá đúng, quá hợp lý. Thì là chuyện thường tình, nhỏ này mới ra bán, shop nó nhỏ hơn nhiều cái shop lớn đó, nhìn đồ nó không hoành tráng bằng đó, rồi chắc gì vải đó ok, rồi chắc gì giá ok, nhưng không có đâu, em sẽ đánh tan mọi suy nghĩ đó luôn trong vòng một nốt nhịp nha. Chỉ cần mình mua hàng thử bên em thôi, em đánh tan mọi suy nghĩ đó luôn. Chất là em bao chất, mà giá thì em bao ok luôn nha. Ai muốn mua xỉ cho em bên em, inbox cho em. Ai có nha ý muốn mua xỉ bên em thì inbox cho em, giá là em bao mềm luôn. Vải nó đẹp nhỉ, chất lụa nó đẹp nhỉ, nó mịn gũ luôn, nó mịn gũ luôn, vải đẹp lắm. Em bán hàng em giao là chưa có ai mà chê cái chất vải bên nhà em, chưa có ai chê đâu. Cũng như chị Nhí Tươi này, chỉ gần nhà, hôm dịch đó chị nghỉ công ty chị về, chị nghe em bán này chị cũng nhiệt tình lắm, lội bộ ra mua, lội bộ ra mua, mua rờ vải đẹp mà nói giá cái là ngất ngây gà tây ha, ủng hộ em 10 bộ liền. À, cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà, chất bên em là em bao xịn sò nha. Rồi, ai thích cô tông dẻo không? Mẫu này đẹp xuất sắc luôn. Cái chất vải là em bao chất nha, cái chất vải là em bao chất cho mình luôn, một bộ. Mọi người yêu thương em, chia sẻ like giúp em nha, chi ân em tại vì em mới bán mà, đúng không? Chi ân cho khách hàng yêu thương của em luôn nè, với cái giá yêu thương nhất có thể, một bộ 70.000, chất cô tông mịn dẻo, mặc bao ôm bao dáng luôn. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha, cái vải là em bao mịn luôn, 60kg mình nhớ, 60kg quay đầu thôi, bự hơn không mặc được nha, quần có túi, em mặc cho cả nhà mình xem, một bộ 70.000. Em mang cho khách hàng thử là khách hàng là bao viền luôn, bao viền vải là em bao chất nha. Bên nhà em là không bán vải nhũn nha. Trời ơi, cái vải gì mà nó mịn rớt vậy ta, cái này là cô tông dẻo nha. Nè cả nhà, cái đường may là rất là chắc nha. Nè, cho cả nhà xem cái đường may đi. Ủa, đường may cực kỳ chắc luôn,
mua hàng bên em về mình không cần phải đi đạp lại nha. Mua hàng bên em về mình không cần phải đi đạp lại. Quay đầu đi, vải đẹp quá à, vải đẹp xuất sắc luôn, một bộ 70.000 à, chất cao tông dẻo, bao đẹp luôn, quần lẫn nha, quần qua đầu gối nha, vải đẹp xuất sắc con mà vải luôn, 55kg quay đầu giúp em. Báo cho em là 60kg đó mà em mặc lên là thấy hơi chật. Với 55kg thì cho nó thoải mái. Vải đẹp lắm đó. Mẫu khác nhau, có nhiều mẫu. Mẫu này có tay. Mẫu như em đang mặc nha, cô tông dẻo nha, quần qua đầu gối nè cả nhà, quần qua đầu gối nha, 70.000 một bộ, 55kg quay đầu giúp em. Với cái mẫu này em có màu cam em đang mặc, màu tím nha, tím, ai thích tím inbox tím giúp em. Vậy em bao đẹp bao chất luôn, 70.000 một bộ, 55kg quay đầu với cái mẫu này. Chị Trang cũng đang mặc đó, cô tông dẻo, vải đẹp lắm, vải đẹp xuất sắc luôn nha, 70.000 một bộ, màu tím, ai thích tím em có tím giúp em. Rồi màu đen, ai thích đen inbox đen, ai thích màu xanh đen inbox xanh đen giúp em, ai thích màu hồng inbox hồng, cực kỳ đẹp nha. Dạ đẹp lắm nha, mẫu em đang mặc này cả nhà, cô tông dẻo nha, vải đẹp xuất sắc con bà vải luôn. Rồi ai thích màu đen thì mình nên bóc đen giúp em nha, ai thích đen thì mình nên bóc đen giúp em. Có mẫu tay nữa. Cô tông dẻo bao đẹp luôn. Vải là em bao chất bao đẹp nha. Một bộ 70.000. Mua cái vải nó đẹp xuất sắc luôn.
quay đầu mà. Vải là bao đẹp luôn nha. Chất có tông dẻo nha cả nhà ơi. Vải đẹp xuất sắc luôn. Vải đẹp xuất sắc của vải luôn nha. Một bộ 70 ngàn. 55kg mình quay đầu giúp em nè. Em mặc hơi trời. Vải nó báo em 60kg. Đây, quần có túi nha. Quần có túi, hai bên luôn, quần lớn. Chữ nè. Chữ này là bên em theo hết nha. Theo máy hết nha. Theo máy hết. Một bộ 70 ngàn. Ai thích chốt giúp em 70k. Lận 70k. Vải đẹp xuất sắc không mà vải luôn. Ai muốn xem hàng nào mình inbox em cho mình xem hàng nha. Vì tâm lý chung mà em mới ra mua mọi người còn e ngại phải không? Mình mua một hai lần đi rồi từ từ khách hàng cũng sẽ tới với em. Tại vì á, mình bán hàng quan trọng là chất lượng, mà chất lượng bên em á, là bao bao chất rồi. Giá cả thì em cũng bao hợp lý luôn. Giá cả thì em cũng bao hợp lý luôn. Vừa em mà vừa cả nhà luôn nha. Vải là em nói là bao đẹp luôn. Vải em nói là bao đẹp luôn. Khách không lại nhà thử thì thôi, khách lại nhà rờ vô vải là em bao mua bao việc. 70 ngàn một bộ chất cô tông dẻo. Ôi cái màu này nó quá đẹp luôn. Sao ngộ khoái màu nổi. 70 ngàn một bộ, 55kg quay đầu, vải đẹp xuất sắc. Đẹp dễ mang luôn cả nhà ơi. Đừng có nói tới nè. Đã lắm. Vải đẹp nhất răng quá. Quá trời đẹp luôn. Chắc cô tâm dẻo cực kỳ đẹp nha. Vải là bao đẹp nha. Một bộ 70 ngàn nha cả nhà. Cô tông dẻo một bộ 70 ngàn. Em mặc mẫu này cho cả nhà xem nha. Satin tay phồng. Satin tay phồng. Một bộ 115 ngàn. Một bộ nha. Mẫu này là 55kg mình quay đầu giúp em nha. Nè. Quần chân, chân quần nè. Đó, chân quần. Mình bao nhiêu ký á, ví dụ như mình xem live á, mình bao nhiêu ký, mình muốn mua đồ vừa với cái số ký của mình inbox em nha. Và em lên tự do thì em lên tùm lum cho anh nha. Đó. Bên em đồ tung, đồ tôn, đồ gấm, mango, satin hay tung lặn nha. Đều có nha cả nhà. Đây, satin này đẹp. 55kg quay đầu mặc thoải mái đẹp không? Hàng ngày thì mình mặc rộng mới đẹp. Chật quá nó đẹp. Vải đẹp xuất sắc luôn. Thay phòng. Mình em cột cái tay nó hơi khó rồi.
đây cột được rồi, cái vải này cột vô sẽ phỏng như vậy nha. Vải là bao đẹp luôn nha cả nhà, bao đẹp luôn. Chất satin cổ sen 55kg, mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. 55kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. Một bộ 115.000. Ai thích chốt giúp em. Này hồng, hồng nha, hồng 115.000. Cho chị em mình xem tôm bên em nha. Tôm phối là cả nhà, một bộ 70.000. Tôm phối nha, tôm phối một bộ 70.000. Em bước size cho mình nha, bước size cho mình từ 45kg. Em bước size cho mình luôn nha, từ 45kg tới 70kg vừa tôm phối. Luôn.
nhập chính pháp chưa? Một bộ 115.000. Rồi, ai thích tôn phối inbox tôn phối giúp em nha. Tôn này là tôn hai da, bên em là tôn hai da là cả nhà. Một bộ 70.000, em có size cho mình từ 45kg, 45kg tới 70kg mặt vừa nha. Ai thích inbox cho em tôn hai da 70.000, tôn hai da 70.000 như cả nhà. Vải đẹp xuất sắc luôn, vải đẹp xuất sắc luôn nha, tôn hai da nha. À, ai thích inbox cho em tôn. À, bên em rất là nhiều mặt hàng, em đang khoe mặt hàng bên em thôi á. Ai thích hàng nào thì inbox em cho mình xem, tại vì nó ngay em cũng mới ra bán á, nên cả nhà mà còn nghi ngờ nhiều lắm thì cả nhà mình cứ trải nghiệm đi, một bộ đồ nó không có tới đâu đâu. À, em bao chất bao đẹp luôn, trước mắt thì em bán khách gần nhà, khách tin tưởng, khách giới thiệu đó, cũng như mấy chị này mua đồ bên em rồi nè. À, rồi đi làm thành phố. À, rồi khen, rồi mấy mối về mua tiếp em, khách lại nhà mua đồ ăn, rồi cũng vô giờ từng vải thấy đẹp cũng mua tiếp em. À, vải bên em là em bao chất bao đẹp nha, hàng không đẹp em không lấy tiền mình luôn đó. Ai thích tôn thì móc tôn cho em, tôn hai da mà em bán một bộ có 70.000 thôi đó. Cả nhà ơi, cái giá quá yêu thương luôn, vải đẹp xuất sắc nha. Tôn này là tôn phối nha, 70.000 một bộ. Nè, nó đẹp nè, tôn này là tôn phối. Ai thích inbox cho em. À, màu vàng, nhiều màu cho mình chọn nha. Em cho mình xem màu. Màu xanh nè, màu xanh, màu vàng. À, màu xanh nữa, này là màu xanh dương, đây là dương dương nha. Đó, màu tím, tôn hai da mà em bán 70.000 cả nhà. Rồi, xanh dương nữa nè. Rồi, màu tím nữa nè, tím luôn nhưng mà nó khác phối, phối cổ khác nhau, phối cổ khác nhau, phối bông khác nhau, cổ này khác mà. Mà cái cổ này nó cũng khác, mà cái bông nó khác nhau luôn nè cả nhà, thấy không? Tím hết mình tím nhưng mà phối khác. Rồi, hồng. Rồi, màu nu. Đó, màu nu. Rồi, màu tím sen nha, màu tím sen nha. Rồi, bao chất bao đẹp luôn. À, ai thích màu nào thì inbox em. Vải đẹp xuất sắc con màu vải luôn, nhiều màu cho mình chọn lắm. Cái này em chỉ lấy que màu cho mình xem thôi. Ai thích hàng nào thì inbox cho em. Xuống like nha cả nhà, đừng
cả nhà tối mai nha. Ai muốn xem hàng nào á thì mình nói với em, ha, em cho mình xem nha. Khách nào em có bán mango, cái vải mango bên em rất là đẹp, nó mềm gũ luôn nè. Mango 100.000 một bộ thôi, chất mango cổ sen nè, imade nè, tay viền nè, đó, tay viền cổ viền, quần cũng có viền luôn nha. Đây, một bộ 100.000 chất mango, đẹp xuất sắc luôn, vải bao đẹp bao chất nha. Đó, ai thích thì inbox cho em mới cho biết cho mình xem hàng được, không quá mình xem mình không nói á thì em đâu có biết mình xem muốn xem hàng gì đâu. Em lấy cho mình xem nha. Đó, mango luôn, 100.000 một bộ, 65kg quay đầu, hàng gấm luôn. Đâu rồi, gấm nè, sáng mang gấm ra chợ em giao cho mấy chế, em mấy chế khoái mới được giặt em lên 5 bộ. Gấm bên em là cái vải xuất sắc luôn nha, em có size cho mình luôn, từ 45kg tới 65kg quay đầu nha. Vải là bao xịn sò gấm này. Đó, gấm bên em nó đẹp xuất sắc nha, bao mềm mịn mướt luôn, một bộ 100.000 vải đẹp nhất lắm, bao mềm mịn mướt, bao rũ bao đẹp luôn, một bộ có 100 thôi, vải đẹp ve kêu luôn. Đó, ai thích hàng nào thì mình inbox cho em nha, một bộ có 100.000 thôi, bao chất bao đẹp luôn, bao chất vải cực kỳ đẹp. Rồi, em chào cả nhà, em xuống like nha. Không ai hỏi em, không ai muốn xem hàng gì hết trơn á, rồi em biết đưa hàng gì cho mình xem đúng không, mình thích xem hàng gì hả, mango này kia này nọ, tương tác với em đi, rồi hỏi em cái rồi bắt đầu em mới nói lấy cho mình xem được, chứ em nói vậy chơi cũng như con khùng nó hơi bị đơ đơ đúng không nha. Rồi em chào cả nhà nha, hẹn cả nhà vào ngày mai 7:30 tối nha. Ai muốn mua hàng bên em á, em bao chất bao đẹp luôn nha. Đó, ủng hộ em nha cả nhà, vải bao đẹp bao chất, em bán tại shop thì là ok rồi phải không. Bây giờ cả nhà thương em, ủng hộ em nha, một bộ giá quá ok luôn, mua một bộ thôi, mình thử chất vải, hàng ok đẹp, mai mốt mình quay lại mua lần hai nha, không có lầm đâu, em bao luôn, mua lần một là sẽ nghiền quay lại lần hai nha. Rồi em chào cả nhà nha. Con này mấy chị, coi cái thùng sơn son của em mà em để chuột nó lót nè. Trời ơi, mấy chị có thấy em phí phạm lắm không? Trời đậu mẹ nha. Trời ơi, coi nè. Bữa nay có bà vú mới lôi này nè. Bà vú cũ bà vô tâm tàn căng luôn. Bà vú cũ thôi giống như khi lôi sai đâu đánh đó. Chứ dọn gì dọn đó, nhờ có bà vú mới bà lôi ra nè. Bà vú mới bà lôi ra là chắc phải gần 100 cây son Hàn Quốc của em luôn á. Hôm nay là xả kho nha mấy chị nha. Hôm nay xả kho là nhà có cái gì là em sẽ xả hết cái đó nha mấy chị nha. Nhà có gì xả hết cái đó nha mấy chị ha. Có gì là mình chơi tới nóc luôn. Má ơi, quá trời quá đất luôn á. Em qua một lùi son luôn á, hư hộp hết trơn luôn. Đang chốt cái này mở hàng cho em nha.
em không? Hello Helen Thảo. Hello hello. Hôm nay xả kho nha. Hôm nay là xả kho. À, nhất quyết là xả kho ha. Nhất quyết là hôm nay phải xả kho. Xả kho với lên một nửa. Rồi đợi hàng xuất về được cái gì thì mình chơi cái đó nha. Về hàng xuất được cái gì thì mình chơi cái đó. Còn không được mình khỏi chơi. Em bán cho mấy chị con áo sơ mi nè. Nó bị dơ thôi nha. Nó bị dơ là bán 30.000. Về mấy chị giặt cái này ra ha. Quần rin với cái đầm mặt đẹp nhất mắt. Quần rin ống bót đó hả chị? Rồi bán cho mấy chị con áo sơ mi sale 30.000. Ở sau lưng có dơ tí nha, về giặt. Con này khoảng cỡ dưới 88kg ha. Hello chị Thúy. Hồi trưa chị Thúy có bill phải không? Rồi bán áo này cho mấy chị 30.000. Chốt lẹ đi mấy chị. Em ơi là em xả cho một nùi luôn á. Bán áo này cho mấy chị 30.000. 65-70kg đến 88kg nha. Cho em xin lượt chia sẻ em mấy chị. Sao có 35 người coi hả? Hello Hạnh. Có 35 người coi hả? Hello. Ôi 39 người luôn rồi. Chết mẹ rồi. Bấm cho em xin lượng chia sẻ nha mấy chị nha. Áo 30.000. À có nghĩa là mấy chị chưa có thấy áo cho nên mấy chị mấy chị chưa thấy áo á. Mấy chị thấy em đưa lên sơ xài đúng không? Ok, mặc thử cho coi áo 30.000 nè. À, Thúy Kiều Trần Phan nhiêu ký ta? Thúy Kiều Trần Phan nhiêu ký nè. Mặc thử áo sơ mi cho coi rồi bắt đầu giật nè. Ừ, mặc thử áo sơ mi 30.000 cho coi rồi giật nè ha. Mặc thử áo sơ mi 30.000 cho coi rồi thi nhau giật nè. Tôi nói thiệt, thi nhau giật chứ không phải giỡn đâu đây. Dễ thương chưa? Đấy, 30.000. Rồi, 30.000 áo sơ mi đầu like. Chút bật bật bấm nút chia sẻ. Bẹt 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 biết đâu bất ngờ nè. Rồi sơ mi 30.000 chốt giùm em. 65kg đến 85kg ha. Hello, ai mới chốt sơ mi vậy? Thúy Thúy Kiều Trần Phan một con 30.000 nè. Thúy Kiều Trần Phan một con 30.000. Con hai con nha mấy chị nha. Con hai con sơ mi 30.000. Chế nào chốt sơ mi của Nhung Lê nè. Sơ mi này size từ 65 đến 85kg nha chị Nhung Lê. Nhung Lê 30.000. Rồi còn một cái cuối cùng của chị Nga Đông 30.000. Đó tôi nói rồi, tôi mặc lên một phát là mấy chị mê liền. Nga Đông 30.000. Nga Đông 30.000. Rồi cái này là của ai chế? Bạch Yến 30.000. Bạch Yến 30.000. Nè bấm nút chia sẻ đi. Tôi nói rồi, hôm nay tôi chơi sáng đêm với mấy chị luôn ha. Bán cho mấy chị con quần thể thao nè. Bán cho mấy chị con quần thể thao 50.000. Ok không? Nè chị nào mà 90kg, chị nào mà 80 đến 92-93kg chốt con quần nha. Quần thể thao bán cho mấy chị 50.000. 50.000 quần thể thao bán con chơi cho vui vậy. Bán con cho view lên từ từ rồi mình bắt đầu mình xả đồ xếp nha. Bán con view lên từ từ xả đồ xếp chỉ xả hàng xuất. Quần thể thao 50.000 của Bích Thủy nè. Bích Thủy 50.000. Quần thể thao của Bích Thủy 50.000. Quần thể thao của Bích Thủy 50.000 có luôn. Có con quần màu cam nè. Chị Thúy Kiều nhiêu ký hả ta? Thúy Kiều ơi, Thúy Kiều nhiêu ký là Thúy Kiều. Chị được không? Cho em cái số ký chị được không chị Kiều ơi? Tại cái hàng sale em không có cho đổi trả đó. Mất công nó rất là phiền ha. Ha. Quần thể thao của chị Thanh Thảo Nguyễn nè. Ừ, kiếm cái size lớn. Nè Thanh Thảo Nguyễn 50.000 size 90-100kg nè. Quần của Bạch Yến 50.000 nè con. Quần của Bạch Yến 50.000. Quần của Quân Thảo Nguyễn 50.000. Vải này hơi bị đẹp nha. Vải hàng xuất là hơi bị đẹp luôn.
có size 100kg quần thể thao nè, ai lấy bán chốt nha. Nè Vân Thảo Nguyễn 50.000 nè, Vân Thảo Nguyễn có dấu 50.000. Chị Thúy Kiều Trần Phan chốt số ký đi ha, chốt số ký em để quần cho. Không chốt số ký em không để quần đâu nha, tại quần này sale á, bán rồi về mấy chị mặc không có được á, mắc công phiền lắm. Quần này 100kg có size nè, đẹp không? Nói thiệt sự với mấy chị á, quần này bản lớn nè ha, bản lớn mà hàng xuất ha. Rồi quần này của ai? Thể thao Thanh Y 50.000 nè, thể thao Thanh Y 50.000. Quần này của chế Thuận Nguyễn nè, quần này 200kg. Quần này của chế Thuận Nguyễn 50.000. Cho em xin lượt chia sẻ nha mấy chị. Thuận Nguyễn 50.000.